Mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi khiến cả showbiz rúng động khi bất ngờ nhắc thẳng tên MC Nguyên Khang trên mạng xã hội, tố nam MC lơ đẹp, coi thường cô trên thảm đỏ, ngay lập tức người trong cuộc phải vào phân bua. Sáng ngày 18 tháng 4, Lâm Khánh Chi không giấu khỏi sự bức xúc khi không được MC Nguyên Khang gọi tên ở trên thảm đỏ của một sự kiện ra mắt phim. MC Nguyên Khang, hôm qua thảm đỏ phim em thật sự không thấy chị hả? Ai em cũng đọc em chừa chị ra, chị cần câu trả lời của em. Sau đó, MC Nguyên Khang đã lên tiếng giải thích tình huống với Lâm Khánh Chi dưới bài đăng của nữ nghệ sĩ. MC Nguyên Khang chia sẻ, rất mong công chúa thông cảm giúp em, 18:30 em mới được dẫn phần đầu để đọc tên khách mời. Lúc đó công chúa đã đi đến like cuối để chụp ảnh rồi, danh sách do trợ lý đưa nên em chỉ đọc theo ghi chú của các bạn. Em đọc đến 19:30 là phải vào sự kiện chính, cũng không kịp giới thiệu hàng like khách mời đang xếp hàng lúc sau. MC Nguyên Khang mong Lâm Khánh Chi thông cảm, bỏ qua sự cố tại thảm đỏ sự kiện phim. Anh cũng hứa rằng nếu có cơ hội dự sự kiện chung với Lâm Khánh Chi trong dịp khác, sẽ đọc tên nữ ca sĩ 2 lần để bù đắp. Công chúa thông cảm cho em, hoan hỉ với em nha. Lần sau em nhất định sẽ đọc 2 lần tên công chúa để bù lại. Chúc công chúa và các bạn nghỉ lễ dỗ tổ vui vẻ, hạnh phúc. MC Nguyên Khang viết. Dù nam MC công khai xin lỗi, người đẹp vẫn tiếp tục cho rằng bản thân bị bơ đẹp. Chi có mặt lúc 18:30, Chi đứng chơi bên ngoài một lát khoảng 5 phút mới bước lên thảm đỏ. Lúc đó em đã đọc khách mời đứng trước chị, nhưng em lại chừa chị ra. Có thể em chỉ đọc dựa vào danh sách trợ lý đưa, nhưng em làm việc vậy chứng tỏ em chưa nhanh nhạy và linh động xử lý tình huống. Rõ ràng em sẽ thấy chị, ai cũng thấy chị, nhưng em chỉ đọc dựa vào danh sách nên em chừa chị ra. Cô cho biết, bản thân và MC Nguyên Khang chưa có sự tương tác ở ngoài đời và không nhận được lời chào từ đàn em dù từng chạm mặt vài lần. Khi một số khán giả bênh vực MC Nguyên Khang, Lâm Khánh Chi vẫn giữ vững quan điểm cá nhân. Không em, ai cũng đọc tên, chừa chị ra vì chị nghĩ không có MC thảm đỏ. Chị dừng tại đó để phỏng vấn, chị thấy đọc tên hết các khách mời, cái này cố ý không tôn trọng chị, chắc không thích chị. Phía ca sĩ Vũ Hà, người có mặt tại sự kiện này cũng chia sẻ thêm. Hôm qua đông, anh tới xếp hàng dài luôn, xếp hàng 30 phút vẫn chưa vô tới, tới giờ anh phải đi công việc gấp, thế là bỏ về luôn. Câu chuyện này thu hút nhiều khán giả theo dõi, một người cho rằng Lâm Khánh Chi trách oan, bởi theo video do người này ghi lại được, cô xuất hiện ở thảm đỏ từ 18:16, dù bị đàn chị liên tục bóc mẽ, MC Nguyên Khang vẫn tiếp tục giải thích. Lúc em đứng đó là không có chị thật, vì có là chị em mình cười chào nhau rồi, chị ở hàng cuối gần sân khấu chính, em ở hàng đầu, ngay khu vực cổng vào, chị đứng kế em thì em còn bắt tay chào hỏi nữa, mấy nghệ sĩ khác đến em còn bắt tay và cười chào mà, em đều quý mến các nghệ sĩ nên không có việc em bỏ qua chị đâu, với danh sách nghệ sĩ do trợ lý cập nhật mà, thông cảm em nghen. Hiện tranh cãi giữa Lâm Khánh Chi và MC Nguyên Khang nhận về loạt ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, có netizen cho rằng hành động của MC Nguyên Khang là thiếu tôn trọng Lâm Khánh Chi. Thực tế, đây không phải lần đầu MC Nguyên Khang vướng tranh cãi về ứng xử, lối dẫn dắt khi làm MC tại các sự kiện. Ở họp báo ra mắt show Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng vào năm ngoái, anh từng bị chỉ trích vì đặt câu hỏi kém duyên với chị đẹp Lưu Hương Giang hay bất ngờ giao lưu với nghệ sĩ khác trong khi đang hỏi chuyện Huyền Baby.